mình quy tắc nhân nhẩm nhanh hai số mà không cần phải dùng đến máy tính. Ở bài này cô sẽ có hai cách, cách số 1 và cách số 2. Sau khi xong chúng mình có thể chọn cách số 1 và cách số 2 tùy ý thích nhé. Rồi, đối với cách số 1, cô sẽ lấy một ví dụ là số 17 nhân với 14. Các con quan sát này, 17 thì sẽ bằng 10 cộng với 7, cô sẽ ghi cộng 7 ở trên nhé. 14 cũng như vậy, sẽ bằng 10 cộng với 4, cô ghi cộng 4 ở trên này. Rồi, bây giờ chúng ta quan sát, bắt đầu cho cô từ bước số 1. Nào, đối với bước số 1, chúng mình nhìn này. Chúng mình sẽ lấy 17 cộng với 4, nhìn mũi tên cô di chuyển nhé. 17 cộng với 4 sẽ được kết quả là kết quả sẽ bằng 21. Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục bước số 2. Bước số 2 chúng mình sẽ lấy cho cô 7 x 4 ở trên này. 7 x 4 sẽ bằng 28, đúng không nào? Rồi, tương tự bắt đầu chúng mình sẽ quan sát nhé. Bước số 3 này là chúng mình sẽ bắt đầu điền số này. Đầu tiên các con viết cho cô số 21 trước. Rồi tiếp tục chúng mình sẽ viết 28 như sau. Các con viết 8 và nhớ 2 ở số đường trước. Rồi chúng mình thực hiện phép cộng này, sẽ bằng 238. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ nhanh ở cách số 1 nhé. Nào, cô sẽ lấy tiếp tục một ví dụ nữa là số 13 nhân với 12. 13 thì sẽ bằng 10 cộng với 3, cô ghi ở trên này. 12 sẽ bằng 10 cộng với 2, cô ghi ở trên. Chúng mình lấy 13 cộng với 2 sẽ bằng 15. Tiếp tục lấy 3 nhân 2 sẽ bằng 6, vậy là kết quả sẽ bằng 156. Rồi tiếp tục một ví dụ nữa là 15 nhân 11. Tương tự 15 cô sẽ cộng 5 ở trên, 11 là cộng 1 ở trên. Chúng mình lấy 15 cộng 1 sẽ bằng 16. Tiếp tục 5 x 1 sẽ bằng 5. Vậy là có kết quả là 165. Rất đơn giản đúng không nào? Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho cô cách số 2. Cách số 2 cô sẽ lấy ví dụ số 22 nhân với 31. Rồi bước số 1, chúng mình quan sát này, các con lấy số ở hàng chục nhân với nhau. 2 x 3 bằng 6. Tiếp tục bước số 2, chúng mình sẽ lấy cho cô các số ở hàng đơn vị nhân với nhau. 2 x 1 sẽ được 2. Được chưa nhỉ? Rồi bước cuối cùng chúng mình nhớ này. Các con sẽ lấy chữ số ở hàng chục của số thứ nhất nhân với số ở hàng đơn vị của số thứ hai. Là 2 x 1 cộng với số ở hàng đơn vị của số thứ nhất nhân với số ở hàng chục của số thứ hai. Hai số cộng lại với nhau cô sẽ được kết quả là 8 này. Rồi bắt đầu viết số. Bước 1 là số 6, chúng mình viết số 6 đầu tiên. Bước 2 là số 2, chúng mình viết ở cuối cùng nhé. Rồi, bước số 3 là số 8, chúng mình sẽ viết ở giữa. Được chưa nhỉ? Vậy là kết quả sẽ bằng 682. Rồi, cô sẽ lấy một số ví dụ ở cách số 2. Ví dụ số 44 nhân với số 21. Thực hiện như sau, 4 x 8 này bằng 8. 4 x 1 bằng 4 này. Tiếp tục lấy 4 x 1 cộng với 4 x 2 sẽ được kết quả là 12. Chúng mình viết 2, nhớ 1 ở số phía trước, cộng lại bằng 924. Vậy kết quả của chúng mình sẽ là 924. Rồi tiếp tục cô sẽ lấy thêm một ví dụ nữa là 42 nhân với 63. 4 x 6 24, chúng mình viết 24. 2 x 3 bằng 6, viết 6 này. Tiếp tục lấy 4 x 3 cộng với 2 x 6 và sẽ được 24. Viết 4, nhớ 2 vào số đường trước. Rồi tiếp tục sử dụng phép cộng sẽ bằng 2646. Kết quả của chúng ta sẽ là 2646. Được chưa nhỉ? Hai cách vừa rồi đều là những cách tính nhẩm nhanh nhân hai số với nhau. Các con có thể chọn một trong hai cách để sử dụng nhé. Chúng mình sẽ cùng lưu lại nhé.